Thưa quý vị, nguyên nhân của đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở các tỉnh Trung Bộ và Bắc Bộ trong thời gian vừa qua xuất phát từ vùng áp thấp nóng phía Tây, cộng thêm tác động hiệu ứng gió phơn. Khi hai hiệu ứng này kết hợp với nhau đã gây ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng cho cả hai khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Chuyên gia thời tiết đã có cảnh báo thời điểm nắng nóng nhất trong ngày, người dân hạn chế ra đường. Dự báo từ ngày mai 25 tháng 6, thời tiết Bắc Bộ, Trung Bộ có nắng nóng trở lại và từ ngày 26 tháng 6 trở đi sẽ có nắng nóng trên diện rộng. Thời điểm nắng nóng gay gắt nhất là trong khoảng ngày 28 đến 29 tháng 6. Tuy nhiên, khả năng xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao như tuần vừa qua ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ là không cao. Thời gian nắng nóng xảy ra từ 10 giờ sáng đến 16-17 giờ chiều. Đặc biệt, thời điểm nắng nóng gay gắt nhất trong ngày là từ 12 giờ trưa đến 15 giờ chiều. Trong khung giờ này, nhiệt độ ngoài trời có thể cao hơn nhiệt độ trong lều khí tượng từ 3 đến 4 độ C và có tác động của hiệu ứng nắng nên chỉ số UV rất cao. Người dân nên hạn chế ra đường trong khoảng thời gian này. Dự báo thời tiết trong tháng 7, các tỉnh Trung Bộ, Bắc Bộ có số ngày nắng nóng khả năng ở mức cao hơn so với tháng 6. Nhưng ở Bắc Bộ, nhiệt độ nắng nóng phổ biến chỉ trong khoảng từ 36 đến 38 độ C trở lại. Ở khu vực Trung Bộ, cụ thể vùng núi phía Tây, khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ lên tới 39 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình chủ trương thực hiện dự án cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu lưu vực Tham Lương, Bến Cát và lưu vực Tây Sài Gòn do Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tài trợ. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tổng mức đầu tư của dự án cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu lưu vực Tham Lương, Bến Cát là 352 triệu đô la Mỹ. Một số hạng mục quan trọng của dự án là cống ngăn chiều Vàm Thuật, cống ngăn chiều nước lên, hệ thống cống bao thu gom nước thải chính và nhánh ở quận Gò Vấp và hệ thống thoát nước chung tại các quận Bình Thạnh, Tân Bình, một phần quận 12. Tổng mức đầu tư của dự án cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu lưu vực Tây Sài Gòn là 350 triệu đô la Mỹ. Dự án sẽ được triển khai ở phạm vi các quận 12, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa ban hành công điện số 13 về việc mở cửa xả đáy thứ nhất vào 14 giờ ngày 24 tháng 6. Công ty Thủy điện Hòa Bình thông báo cho chính quyền địa phương, các sở, hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy, khu vực hạ du Thủy điện Hòa Bình biết để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn về người, tài sản, an toàn đê điều, đồng thời tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ, chứa để kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và các cơ quan liên quan theo quy định. Hiện nay, mực nước Hồ Hòa Bình đang cao hơn mực nước cao nhất trước lũ là 2,5 mét. Theo thông tin từ Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tại khu vực huyện Con Plông, tỉnh Kon Tum vừa xảy ra một trận động đất mạnh 3,2 độ. Trận động đất xảy ra vào lúc 10 giờ 05 phút hôm nay ngày 24 tháng 6 và có độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Trận động đất này được nhận định thuộc cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm Cảnh báo Động đất và Cảnh báo Sóng Thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Trước đó, vào ngày 23 tháng 6, cũng tại khu vực huyện Con Plông, tỉnh Kon Tum đã xảy ra một trận động đất mạnh 2,7 độ và có độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Thưa quý vị, do còn khó khăn vướng mắc từ quy định của luật căn cước công dân, mới đây, Bộ Công an đã đề nghị xây dựng dự án luật căn cước công dân sửa đổi. Đáng chú ý, Bộ Công an đề nghị bổ sung quy định cấp thẻ căn cước công dân cho trẻ mới sinh đến dưới 14 tuổi. Theo luật căn cước công dân 2014, thì công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi mới được cấp thẻ căn cước công dân. Hiện Việt Nam có khoảng 20 triệu người dưới 14 tuổi. Dự thảo đề nghị bổ sung quy định cấp thẻ căn cước công dân cho công dân là trẻ em từ sơ sinh tới 14 tuổi. Đối với trẻ em mới sinh, việc thực hiện cấp thẻ căn cước công dân được thực hiện đồng thời trong thủ tục liên thông khi đăng ký khai sinh. Đây là một bước chuyển mới, góp phần vào giải quyết các thủ tục hành chính giấy tờ trước đây. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương vừa có cảnh báo về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, không có giấy chứng nhận liên quan đến sản phẩm Multichoice và Lucenta của tập đoàn Britney.
Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng VCCA, hai sản phẩm Multijuice, nước trái cây hỗn hợp và Lucenta, nhau thai hươu của tập đoàn Bitney, được quảng cáo trên mạng Internet có nhiều công dụng tốt đối với sức khỏe. Đồng thời, người bán còn giới thiệu những người tham gia mời gọi thêm các thành viên khác phát triển hệ thống để được hưởng hoa hồng theo mô hình đa cấp. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay, VCCA vẫn chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp, tổ chức nào có tên Bitney. VCCA cảnh báo người dân không nên tham gia và sử dụng và mời gọi người khác tham gia sử dụng những sản phẩm chữa bệnh không có cơ sở khoa học rõ ràng để tránh gặp thiệt hại về sức khỏe, đồng thời không nên tham gia vào các hoạt động có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép để hạn chế tối đa các rủi ro, thiệt hại về vật chất và pháp lý. Thưa quý vị, chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ, 15 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ. Sáng nay, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và tỉnh Lào Cai đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8 và trình diễn yoga trên đỉnh Phan Xipang. Ngày Quốc tế Yoga là một hoạt động thiết thực nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ, tuyên truyền, quảng bá về bộ môn yoga khởi nguồn từ Ấn Độ, qua đó khuyến khích nhân dân và du khách tập luyện tăng cường sức khỏe. Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh năng động, mến khách của con người thị xã Sapa nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung, quảng bá khu du lịch Cáp Treo Phan Xipang và các địa danh du lịch nổi tiếng của Sapa đến với du khách trong nước và quốc tế.